các bạn trong video hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ tới cái đoạn sông này để mà quay những anh em xe lan chạy cẩm đi qua cái đoạn này cho các bạn xem nha. Đây có cành cho bạn đang dựng lên. Cái lái mình ra phía ngoài để quan sát coi có xà lan xuống không là nắm dừng đây các bạn. Khá là hồi nộp nha. Tàu biển xa lưng cũng đang dí ra phía bên ngoài nè. Đây là tàu biển Kiên Giang các bạn. Đa phần là những anh em xà lan với lại đi ngang đây thì Kiên Giang cũng khá là nhiều. Tuyến đường lưu thông về Cà Mau các bạn, khi mà đi ngang cái tuyến này thì phải vượt qua cái cống cái lớn. Cống cái lớn thì mình sẽ di chuyển về Cà Mau nha. Những tàu biển cũng vậy, thường thì đi xuống Cà Mau để mà đánh bắt này. Những anh này đang định vượt đây các bạn. Ở phía trước không biết có chướng ngại vật không nữa. Xuống dưới kia là đường thẳng các bạn, chạy rất là dễ. Bây giờ tiếp tục xuống thêm hai anh nữa đây các bạn. Anh ở trong đang vượt cái kênh ở ngoài nè. Anh này anh vượt bên trái luôn nè. Quá dữ luôn. Phía trên thì còn 3-4 chiếc nó đang kẹt không mình. Anh tàu biển anh đưa cái mũi ra thấy ớn luôn các bạn. Rồi, rồi. Cái mũi không nó cao bằng hơn cái nóc nhà bên kia nữa. Xuống các bạn. Càng này bóp một cái nó đã gì đâu các bạn.